Miệt thứ check-in. Ngày giãn cách, ai ở đâu, ở đấy. 11 tháng 8 năm 2021. Ngày hôm nay, Miệt thứ sẽ giới thiệu đến tất cả mọi người một góc nhìn trên cao của vùng Miệt thứ đi từ huyện An Biên về huyện An Bình do bạn Nhật Võ thực hiện. Và những thông tin đầu tiên của video này là một số tin vắn tại tỉnh Kiên Giang mà Miệt thứ thứ 11 đã cập nhật được trong ngày hôm nay. Và hình ảnh mà mọi người đang xem là đoàn xe Phương Trang cùng với 373 bà con là người dân Kiên Giang từ thành phố Hồ Chí Minh về địa phương vào ngày hôm qua. Vào đúng 15 giờ chiều ngày 10 tháng 8, đoàn xe của đoàn công tác tổ chức tiếp nhận người dân Kiên Giang từ thành phố Hồ Chí Minh về địa phương đã về đến tỉnh Kiên Giang. Và Miệt thứ thứ 11 xin gửi đến lời chúc sức khỏe đến các học sinh, sinh viên, người lao động đã trở về quê an toàn. Hiện tại có 230 người đang cách ly tập trung tại trường cao đẳng sư phạm Kiên Giang và 127 người dân tại trường cao đẳng nghề Kiên Giang. Riêng các trường hợp bị nghi ngờ liên quan đến F1 thì được bố trí cách ly ở một chỗ khác. Được biết, người dân Kiên Giang từ thành phố Hồ Chí Minh về địa phương đã di chuyển bằng đoàn xe Phương Trang tại bến xe miền Tây thành phố Hồ Chí Minh. Tổ công tác đã vận chuyển 92 chiếc xe gắn máy đi cùng với người dân về Kiên Giang. Công ty cổ phần xe khách Phương Trang đã hỗ trợ miễn phí chuyến đi này. Còn việc ăn uống tại khu cách ly sẽ do Ủy ban Nhân dân thành phố Rạch Giá phụ trách, sẽ chọn những đơn vị đủ điều kiện để cung cấp thức ăn. Bên cạnh đó, còn có các bếp ăn từ thiện và các hội đoàn thể sẽ cung cấp cho bà con trong thời gian cách ly tập trung. Vậy nên, bà con mình có người thân về trong đợt này, hãy yên tâm về chuyện ăn uống và sinh hoạt nha. Riêng hai trường hợp nghi ngờ qua test nhanh vào sáng ngày 10 tháng 8 trước khi về thì đã được đi riêng bằng xe cấp cứu, sẽ về thẳng khu điều trị ở tỉnh để làm các xét nghiệm PCR. Theo thông tin Miệt thứ cập nhật được thì đây chỉ là đợt đầu tiên tỉnh Kiên Giang tổ chức tiếp nhận người dân đang sinh sống học tập làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh có nhu cầu bức thiết trở về địa phương. Sau đợt này, Ủy ban Nhân dân tỉnh sẽ tổ chức những đợt tiếp theo. Bà con mình hiện đang và ở những địa phương khác có nhu cầu trở về quê có thể đăng ký trực tuyến tại cổng thông tin tiếp nhận người Kiên Giang trở về địa phương tại địa chỉ đang hiển thị trên màn hình. Hoặc liên hệ trực tiếp với các cơ quan đầu mối của tỉnh sẽ được Miệt thứ cập nhật trong phần bình luận dưới video này. Sau đây là phần tin tức cập nhật tình hình dịch bệnh COVID-19 tại tỉnh Kiên Giang tính từ chiều ngày 10 tháng 8 đến sáng 11 tháng 8 theo Bộ Y tế. Từ 6 giờ đến 18 giờ ngày 10 tháng 8, trên hệ thống quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 đã ghi nhận Kiên Giang có 3 ca, sáng 10 tháng 8 là 26 ca. Vào chiều 10 tháng 8, thì tiểu ban điều trị của Ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch COVID-19 thông báo trên hệ thống thông tin thu dung điều trị bệnh nhân COVID-19 đã ghi nhận Kiên Giang 1 ca tử vong. Cũng trong ngày hôm qua, tại Bình Dương, một phụ nữ quê Kiên Giang nghi mắc COVID-19 đã tử vong tại phòng trọ khi chờ kết quả xét nghiệm PCR. Bà N ở trọ tại một khu trọ thuộc khu phố Tân Hội, phường Tân Hiệp, thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương. 6 giờ sáng ngày 11 tháng 8 ngày hôm nay, theo Bộ Y tế, trên cả nước có 4.802 ca nhiễm mới, trong đó có 10 ca nhập cảnh và 4.792 ca ghi nhận trong nước. Kiên Giang có 12 ca mắc COVID-19. Theo thống kê, từ 29 tháng 4 đến sáng 11 tháng 8, tỉnh Kiên Giang có tổng số ca mắc COVID-19 là 398 ca. Và theo thống kê từ nguồn dữ liệu của Sở Y tế tỉnh Kiên Giang cập nhật vào sáng ngày 10 tháng 8, thì trên toàn địa bàn tỉnh Kiên Giang có tổng số khu cách ly là 52, tổng số khu phong tỏa là 12, có 10.264 người hoàn thành cách ly tại nhà và 1.998 người hoàn thành cách ly tập trung. Số bệnh nhân mắc COVID-19 đang điều trị là 251 người, đã xuất viện 209 bệnh nhân. Cách ly tập trung có 1.008 người, theo dõi tại nhà là 553 và 2 ca tử vong trên bệnh nền. Và theo thống kê này, thì số ca nhiễm mới được ghi nhận tại các huyện thành của tỉnh Kiên Giang như sau. Châu Thành 19 ca, Dòng Riền 10 ca, Vĩnh Thuận 9 ca, Gò Quao 5 ca, Rạch Giá 2 ca, U Minh Thượng 1 ca. Số huyện thành không có số ca nhiễm mới tính đến ngày 10 tháng 8 là An Minh, An Biên, Tân Hiệp, Kiên Hải, thành phố Hà Tiên, Hòn Đất, Kiên Lương và thành phố Phú Quốc.
và huyện Giang Thành là vùng xanh duy nhất thuộc tỉnh Kiên Giang không có ca mắc COVID-19. Hình ảnh mà mọi người đang xem là bác sĩ Nguyễn Vũ Hào, hiện đang công tác tại khoa hồi sức cấp cứu Trung tâm Y tế huyện U Minh Thượng. Chia sẻ với Miệt Thứ, bác sĩ Hào đã cho biết: trong hoàn cảnh hiện tại, khi tình hình dịch bệnh ngày càng diễn biến phức tạp, khó lường, ảnh hưởng đến tinh thần sức khỏe của tất cả chúng ta, tôi xin được đóng góp một phần công sức để giúp đỡ cho bác, là tôi sẽ hỗ trợ tư vấn sức khỏe, khám bệnh và cho to thuốc qua số điện thoại hoặc Zalo, Facebook. Bà con gần xa, ai có nhu cầu tôi sẵn lòng giúp đỡ. Vì giờ mọi người rất khó đi ra ngoài, đa phần bệnh nhẹ nhẹ ai cũng chịu đựng, khi nặng lên thì mới vào bệnh viện. Rất mong sẽ giúp đỡ được cho mọi người trong thời gian này. Và cuối lời, bác sĩ Hào xin cầu chúc cho tất cả mọi người luôn khỏe mạnh, luôn bình an và chúng ta hãy cùng nhau vượt qua đại dịch này. Cầu mong những tháng ngày tốt đẹp sẽ sớm đến với tất cả chúng ta. Và bây giờ, Miệt Thứ xin mời tất cả mọi người chúng ta cùng nhìn ngắm góc nhìn trên cao vùng Miệt Thứ. Chúng ta sẽ đi từ huyện An Biên về huyện An Minh do bạn Nhật Võ thực hiện.